khi anh em có cho mình một cô người yêu thích nói đạo lý. Thật tình, tôi thấy việc nói đạo lý cả ngày cũng hay ho đáng yêu mà, hơi mệt lỗ tai một chút thôi, còn lại cũng không tệ lắm. Anh em hình dung được mấy cô gái kiểu này không? Mọi thứ các ông làm đều không hợp ý và sẽ được chỉnh sửa theo nhiều cách khác nhau, từ mấy lời nhẹ nhàng cho đến bao nhiêu đau to búa lớn. Tất nhiên, nếu đây chỉ là một thói quen xấu nho nhỏ trong muôn vàn điều tốt đẹp mà cô ấy đang có thì chuyện nhỏ khiến em bất nói đạo lý lại cho đỡ nhức đầu là được tự xác định tư tưởng cho bản thân rằng chuyện đó cũng chẳng to tát gì mấy tôi hiểu cảm giác của một người đàn ông khi phải nghe mấy câu mang tính chất dạy đời từ một người con gái nó khó chịu đến mức nào nhiều chiến hữu thiếu bình tĩnh một chút có thể phát điên lên được chứ không đùa đừng nghĩ nó quá tiêu cực suy cho cùng cô nàng cũng chỉ đang muốn làm chúng ta tốt hơn thông qua những câu nói đạo lý của mình có hơi gay gắt nhưng vẫn mang tính tích cực anh em đừng xem nó quá nặng nề bớt làm mấy chuyện ngược ngạo tôi biết có rất nhiều anh em thấy bạn gái mình hay cằn nhằn nên cù nhây theo luôn bày đủ mọi trò để chọc tức cô ấy cho bỏ ghét đến lúc cô nàng lôi mình ra nói này nói nọ thì lại nhảy dựng cả lên rồi làm ầm nó ấu chỉ cực kỳ luôn đó chiến hữu chẳng có lý do gì để hơn thua với nàng trong những lúc như vậy hết nếu biết rằng cô ấy không thích mình làm chuyện gì đó thì hạn chế khỏi chọc giận nhau chi cho mất tình đoàn kết sử dụng những câu nói đạo lý làm gia vị hài hước cũng là một cách đá xoáy, nhưng văn minh và nhẹ nhàng hơn nhiều. Cứ ghi nhớ mấy câu nói mang đậm tính triết lý của nàng rồi cứ giữ ở đó. Sau này lựa những lúc vui vẻ rồi mang nó ra mà tăng thêm tính hài hước cho câu chuyện. Thề với anh em, sau khi nghĩ lại mấy lời đã nói đó, cô nàng có khi cũng sẽ phì cười vì sự duyên dáng quá đáng của mình. Bằng cách này hay cách khác cô ấy rồi cũng sẽ hiểu ra và tự điều tiết cái miệng của mình trong những lúc đó thôi. Có nhiều người khi giận lên, họ liền trở thành một con người hoàn toàn chẳng liên quan gì đến phiên bản gốc của mình nếu cô ấy là một người như thế cách làm này sẽ chấm dứt toàn bộ câu chuyện ở đây một cách yên ấm và tốt đẹp thủ thỉ và thò thè đối với mấy cặp đôi yêu nhau thì chuyện này cũng đâu còn quá xa lạ nếu anh em cảm thấy những lời nói kiểu đó của nàng thì cứ mạnh dạn đề xuất cô ấy không được dùng nó nữa một tình yêu yên bình được xây dựng từ rất nhiều sự thỏa thuận giữa hai bên từ ngày này qua ngày khác cách sử dụng ngôn từ với nhau cũng là một trong những kiểu thỏa thuận như vậy Do đó, nếu một ngày nào đó việc này trở thành vấn đề, cứ thoải mái đem nó ra làm nội dung thảo luận của hai người, chẳng sao cả. Chúc anh em hạnh phúc bên người tình ca khịa bằng đạo lý.